Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ news. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ cái vấn đề trong cái câu chuyện của cái cô Delan và một cái vị luật sư nữa. Và có những cái clip trước mà mình đã nhắc đến cho các bạn biết, không biết là các bạn có để ý hay không. Đó là cái luật sư Trần Văn Xí. Xin lỗi các bạn vì cái tên Xí, nhưng bắt buộc mình phải gọi như vậy. Mong tất cả các bạn thông cảm giúp mình. Và qua đây thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an và luôn luôn bình tĩnh để cùng nhau vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Và mình cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn rằng suốt 4 tháng nay, hơn 4 tháng nay trong cái sự việc của chị Nguyễn Phương Hằng tố cáo cái ông Lương Thần Y lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lừa lòng tin của những người dân, thì thực sự những người làm YouTube như chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái cuộc gọi, nhưng đa số là những lời động viên, những lời chia sẻ và những góp ý, đóng góp. Thì bên cạnh đó thì còn có một số người, người ta gọi, người ta chỉ trích, đánh giá, chửi bới, rồi lăng mạ, rồi xúc phạm rất là nhiều. Nhưng mà thật sự thì cái nghề của chúng tôi đã quen với cái điều đó rồi, nên những cái vấn đề đó không sao. Với lại nếu người đó họ trực tiếp trong cái câu chuyện thì chúng tôi sẽ đưa lên để mà mổ xẻ, để mà bàn bạc với nhau ai đúng ai sai. Nhưng ở đây lại là những người khán giả có thể theo cái cách nghĩ của mình khác với các bạn khác hoặc là như thế nào đó. Nhưng đối với mình thì mình xin chia sẻ như thế này. Với những người khán giả thì nhiều khi người ta chưa hiểu được hết câu chuyện này. Cũng giống như trong cái drama này, mình đã phải nói đi nói lại về cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng và cố gắng kể lại từ đầu tới đuôi rất là nhiều lần cho mọi người cùng lắng nghe, đúng không ạ? Để làm gì các bạn? Để cho những người mới vào, mới tìm hiểu cái câu chuyện này, để người ta hiểu được đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Đó là cái mục đích mà chúng tôi xây dựng cái kênh YouTube lên, để phản biện hoặc là thông tin đến cho khán giả biết được những cái sự kiện như vậy. Ngày hôm trước thì có cô Diệp đã gọi cho cái anh Nguyễn Đức Long đó, thì cũng gọi cho mình và cũng chửi té tát, không cho mình nói được câu gì, và mình chỉ ấp a úng được mấy câu thôi. Và ngày hôm nay thì lại có một cô, một chú cũng gọi và cũng nói liên tục, mình cũng không nói được điều gì. Với lại cô ấy không hiểu được, cô ấy đang nóng giận, cho nên chúng ta sẽ không nói được điều gì ngay lúc đó. Có nói thì cô ta cũng không chịu hiểu. Và những lời nói của những người này á, thì mình nghe thì mình nghĩ là cô ấy có thể là chưa hiểu được hết câu chuyện, mà chỉ nghe người ta kể lại hoặc là nhìn thấy cái thông tin của chị Nguyễn Phương Hằng xuất hiện ở trên những cái kênh fake hoặc là những cái kênh mà bên phe cánh tả muốn bêu xấu chị ấy. Đó, rất tội cho những người mà đã lớn tuổi các bạn ạ. Ví dụ như họ năm mấy 60 tuổi, họ không rành về công nghệ và họ không rành về những cái kênh YouTube nó mang tên gì hoặc là cái này kia. Có rất nhiều người người ta không rành các bạn ạ. Người ta chỉ biết mở lên để xem thôi, hoặc là người ta tìm kiếm là tên Nguyễn Phương Hằng thôi. Rồi ra cái mục Nguyễn Phương Hằng thì nó lại ở trong cái kênh của cái bọn phản động hoặc là cái bọn fake gì đó. Rồi nó tung tin lung tung. Vậy là cô chú xem rồi là cái nhận định ngay từ ban đầu xác định là không ưng, là không thích nghe cô Hằng nói rồi đó. Đó, cho nên mình cũng muốn nhắn nhủ đến tất cả các cô chú, những người mà không thạo về điện thoại hoặc là những cái ứng dụng như là YouTube, Facebook, mà có xem những cái kênh nào á, thì các cô nên hỏi con cháu hoặc là em út gì đó, chỉ cho là cái kênh nào là cái kênh chính thống hoặc là cái kênh nào là ở bên Việt Nam và đáng tin cậy để mà xem. Chứ đừng có xem những cái kênh mà kênh fake news rồi này kia lung tung, là nó truyền bá những cái nội dung sai lệch, rất là nguy hiểm. Và quay trở lại với cái câu chuyện của cô Delan, nói chung cái vấn đề giấy triệu tập như các bạn cũng đã hỏi á, thì mình đã giải thích sơ cho các bạn nghe rồi. Và nếu mà các bạn chưa hiểu về cái giấy mời hoặc là giấy triệu tập á, thì các bạn có thể search trên Google hoặc là sang cái kênh của luật sư Vlog. Đó là các bạn rõ nhất, bởi vì mình thấy trên cái mặt trận này có cái kênh của luật sư Vlog là chúng ta tin tưởng nhất thôi, đúng không các bạn? Và anh ấy cũng rất là cặn kẽ về cái vấn đề mà giải thích cho các bạn tìm hiểu về luật đó. Cho nên nếu mà các bạn cần tham khảo thì các bạn có thể qua kênh của luật sư Vlog, nhưng mà đừng có qua bên đấy rồi qua luôn các bạn nha. Luôn nhớ rằng ở bên này còn có mình, chứ không là mình bơ vơ lắm, mình bị mấy cái gậy bản quyền rồi thưa các bạn. Và qua đây thì mong tất cả các bạn hãy cố gắng ghé qua cái kênh phụ của mình là kênh Hữu Trung News, rồi bấm giúp mình một cái nút đăng ký để mình sử dụng sơ cua. Không may mà cái kênh này nó bị sập á, thì mình còn trao đổi thông tin cho tất cả các bạn biết được ở trên cái kênh phụ đó,
Chứ nếu mà kênh này mà sập là không thể nào truyền tải thông tin được. Bởi vì các bạn biết sao không, nếu mà cái kênh mà ít người đăng ký á, thì khi mình đăng video lên thì rất ít những cái đề xuất, rất ít những cái người mà biết về cái kênh của mình. Cho nên mình mới cần các bạn đăng ký, chứ không phải là mình lập cái kênh lên để bật cái nút kiếm tiền, để kiếm thêm thu nhập đâu các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ như vậy, tội nha. Nội dung trong cái video này thì mình cũng muốn nhắc đến một cái vị luật sư, đó là luật sư Trần Văn Xí. Và chắc hẳn tất cả các bạn cũng biết cái vị luật sư này. Thì mình đã theo dõi, mình đã cố gắng theo dõi kênh của vị luật sư này cách đây khoảng tầm một tháng nay. Và mình khẳng định với các bạn rằng ông ta đang thực hiện một cái kế hoạch, đó là tẩy trắng tội lỗi cho cái ông Võ Nam Yên. Một điều không thể chối cãi được thưa các bạn. Và rõ ràng rằng ông ta không thể nào đứng lên để mà phân bua cùng với bà Nguyễn Phương Hằng được. Bởi vì thứ nhất, ông ta là một người đàn ông. Thứ hai, ông ta nói nhỏ nhẹ, không hợp để đấu tố với bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy ai là người phù hợp để đứng lên khơi mào đấu tố với bà Nguyễn Phương Hằng, giống như kiểu là đấu tay đôi? Còn ai vào đây nữa các bạn? Đó chính là chị Đê Lan. Và tại sao chị Đê Lan này lại có thể tự tin để mà nói chuyện về pháp luật, tự tin rằng là không bị kiện cáo bởi bất cứ lý do gì, lập vi bằng hoặc là tất cả những cái gì của bà Hằng để mà kiện, để mà gây ra những cái sự hiểu lầm? Nhưng mà trong cái câu chuyện này, có thể là những anh em YouTuber họ cũng có thể nhìn nhận theo cái cách của mình, và họ đánh giá được cái vị luật sư này, chẳng qua là họ chưa muốn nói lên. Và mình cũng như vậy, giống như cái câu chuyện của bà Ma Só. Chút xíu nữa thì mình sẽ đăng cái video của cái bà Ma Só lên để cho các bạn nghe, đánh giá xem. Rồi các bạn, nếu mà những bạn nào mà còn yêu thích Ma Só mà không yêu thích chị Nguyễn Phương Hằng hay là anh em YouTube của chúng tôi á, thì các bạn có thể là qua kênh đó và khỏi để lại bình luận ở cái kênh của tôi. Đó là cái câu chân tình nhất mà mình muốn gửi đến tất cả các bạn. Bởi vì những cái điều mà mình nói ra là những cái mà chính những người YouTuber như chúng tôi đã nhìn nhận được cái sự việc, nhìn nhận được cái con người đó bằng nhiều người chứ không phải là một người các bạn ạ. Thì từ đó mới đưa ra cái kết luận được, chứ không phải là khơi khơi rồi nói người này tốt, người kia không tốt đâu. Như vậy là không được. Cho nên muốn cho các bạn quý khán giả nhận biết rõ được cái gương mặt của bà ta, để sau này khi mà biết ra sự thật thì các bạn không phải ôm một cục tức ở trong người, tức là bao nhiêu năm tháng bà ấy đã lừa dối các bạn. Đó là cái cục tức lớn nhất. Cũng giống như cái ông Võ Nam Yên 14 năm, trong suốt 14 năm. Và chúng ta khẳng định một điều rằng chúng ta luôn luôn phải bám sát vào cái câu chuyện của ông Võ Nam Yên này, cho đến khi nào ông ta phải trả giá cho những gì mà ông ta đã gây ra cho bà con nông dân, mà các anh em YouTuber ở bên phía miền Nam đã phỏng vấn trực tiếp và lấy về những cái thông tin rất là giá trị. Đó, vậy thì ai sẽ trả lời cho họ? Còn cái vị luật sư Trần Văn Xí đang cổ vũ cho cái cô Đê Lan và đứng đằng sau tất cả những cái sự kiện của cô Đê Lan, mình dám khẳng định như vậy luôn. Và ông ấy đang giữ một cái vai trò, đó là truyền tải thông tin và thuyết phục người nghe bằng những cái luận điệu từ những cái vụ việc đã xảy ra từ trước. Vậy ông không tin vào pháp luật hay sao? Cái sự việc này nó đã xảy ra rất là lâu rồi. Và nếu bà Nguyễn Phương Hằng hoặc là ông Huỳnh Uy Dũng có lỗi, có tội, thì luật pháp họ sẽ xử lý. Còn khoác trên vai chiếc áo luật sư, tại sao ông lại vô tâm đến như vậy? Bỏ qua cái tâm để với lấy cái tầm. Nhưng mà cái tầm này là tầm gửi thôi, chứ không phải là tầm gì cao cả cả. Đúng, chỉ là tầm gửi thôi. Ông có bảo vệ như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ thay đổi được cục diện, và nhất là lật lại được cái sự việc này. Bởi vì tất cả cái bộ mặt thật của cái ông Võ Nằm Yên nó đã được phơi bày ra ánh sáng, và tất cả những người dân họ đã nhìn thấy được hết rồi. Như vậy cho nên chúng tôi mới nói rằng, chúng tôi mới khẳng định rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã chiến thắng trong vụ này. Chiến thắng ở đây là chiến thắng ở đâu? Chiến thắng ở trong lòng những người dân, vạch trần ra được tội lỗi của ông Võ Nằm Yên và phơi ra cái sự thật rằng ông ta không chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh, để ông ta hết đường đi lừa đảo, đi lừa gạt người khác. Và mình cũng thật bất ngờ khi mình xem được cái phân đoạn của chính cái vị luật sư Trần Văn Xí này đã khẳng định rằng pháp luật chưa khẳng định ông Yên có tội, và cái việc chữa trị của ông Yên thì cũng không chứng minh được điều gì, và chưa có điều gì chứng minh rằng ông Yên chữa được bệnh hay là không. Thì mình không biết là vị luật sư này khoác trên mình một cái áo như vậy có hợp hay không. Theo mình nghĩ thì vị luật sư này nên học hỏi luật sư Vlog rất là nhiều. Đó là cái chia sẻ của mình. Bởi vì tất cả những cái điều khẳng định được các cơ quan ban ngành cùng với Bộ Y tế là đi thực tế,
xem xét xem những bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi, những người được cái ông Yên này chữa có đỡ hoặc là khỏi hay không. Thì tất cả những bệnh nhân này thì họ đã trả lời với báo giới và có văn bản rõ ràng là không chữa được một cái ca nào cả. Vậy mà là thần y hả các bạn? Vậy họ đang bảo vệ cho cái gì? Đừng nói là tư thù cá nhân. Ngày hôm qua bà Nguyễn Phương Hằng đi ngang qua chợ Bến Thành, nhìn đểu cái ông luật sư Lê Văn Xí này cùng với cái cô Đê Lan đang ngồi uống cà phê. Rồi cái luật sư Trần Văn Xí này cùng với cô Đê Lan thấy bà Nguyễn Phương Hằng nhìn đểu ông ta nên mới có ngày hôm nay. Hay là một cái lý do như vậy? Không phải đúng không? Chắc chắn là không phải rồi. Điều đó nó quá vô lý. Không phải khơi khơi mà họ làm những điều này đâu các bạn ạ. Và không những có cái ông luật sư Trần Văn Xí này và cái cô Đê Lan này, mà còn có rất nhiều những cái nhân vật khác liên quan liên đới đến cái câu chuyện này. Và nếu pháp luật không đủ căn cứ để bắt các ông, thì chúng tôi là những người YouTuber sẽ vạch trần ra được cái sự thật này. Đó là điều khẳng định. Giống như bà Ma Sơ cũng vậy thôi. Bà ấy bây giờ cũng là phe của các ông rồi. Công khai để bảo vệ cái cô Đê Lan này và không công nhận những điều mà công an đang làm là đúng. Các bạn yên tâm rằng những anh em YouTuber như chúng tôi sẽ đứng về phía chân lý và sẽ cố gắng làm sao để phản biện lại tất cả những cái nhân vật xuyên tạc, nói không đúng sự thật, dựa vào những căn cứ chưa được xác minh để mà bôi nhọ thanh danh bất cứ một người nào. Mong tất cả các bạn hãy luôn ủng hộ anh em YouTube chúng tôi trong cái công cuộc lá lành đùm lá rách đùm lá nát này. Câu này nghe quen không các bạn? Và mình xin kết thúc cái video tại đây. Đừng quên ghé qua kênh Hữu Trung News để đăng ký giúp mình. Một lượt đăng ký của các bạn là một niềm hạnh phúc rất là lớn đối với mình. Để dự phòng các bạn ạ, lỡ may cái kênh này nó bị đai thì mình có thể chia sẻ ở bên cái kênh đó. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.